Hôm nay em quay chiếc xe này nhá. Đây. Một mẫu xe khá đặc biệt. Các bác xem. Có cửa lốc này. Chiếc này là chiếc Honda CR-V các bác nhá. Honda CR-V 2008, đăng ký là đầu năm 2009, số tự động. Và con này đặc biệt ở một chỗ là máy 2.4. Thế nhưng mà nó lại là nhập Nhật và có cửa lốc. Các bác nhá. Hàng nhập Nhật này là rất là ít đây, rất là ít luôn. Không có nhiều đâu các bạn. Chủ yếu là xe lắp ráp Việt Nam và nhập Đài Loan. Nhưng con này của em nó là nhập Nhật luôn. Một phiên bản cực kỳ đặc biệt. Và có một cái nữa mà các bác cần lưu ý cho em, đấy là chiếc xe này là chiếc xe chạy khá là ít các bác nhá. Lại được mang biển Hà Nội nữa. Đấy, xe chạy rất là ít luôn. Đây các bác xem những cái vị trí da này, những cái vị da, những cái chi da nó này. Đẹp chưa này? Da xịn nguyên bản theo xe, từ phần tắp đi này cho đến phần ghế da kia, cho đến phần tắp nô, cho đến phần trần các bác nhá. Đấy, xe với lớp sơn là rất đặc biệt luôn, cũng rất đặc biệt. Chiếc xe này nó nhiều cái đặc biệt luôn các bác ạ. Đấy, đấy là một tạo, đây là một cái để mà tạo điểm nhấn cho chiếc xe này. Đấy, bộ ghế da ngồi ít chạy ít cho nên nó được đẹp này. Và ghế da này là ghế da xịn nguyên bản theo xe các bác nhá. Không phải là ghế da làm lại giống như một số con đâu. Đấy, giữ được một cái bộ ghế da đẹp như thế này, riêng cái dòng Honda CR-V mà giữ được một bộ ghế da đẹp như này là phải nói là cũng khá là ít. Đấy, không phải chiếc xe nào cũng giữ được bộ ghế da đẹp như này đâu các bác nhá. Đấy, vì cái dòng này nó là cái dòng bền lành cho nên người ta hay chạy nhiều. Đấy, hay chạy nhiều, ngồi nhiều thì tất cả những vị trí da bao giờ nó cũng sẽ bị kém, đúng không ạ? Bao giờ cũng sẽ bị kém. Và đây các bác xem này, mốc quá sáng đẹp chưa này các bác này. Đấy, đây là cái ngoàm khóa các bác nhá. Đấy, và đây ghế này các bác này, ghế đẹp chưa. Ghế bên kia cũng thế nhá, đều là ghế da xịn nguyên bản theo xe nhá. Em hiện tại đang quay ở trong salon. Đấy, độ sáng nó thì cũng ở mức độ vừa phải nhưng mà vẫn cứ đủ ánh sáng, vẫn quay làm sao đủ độ đẹp cho các bác xem. Đây, cần số xe đây. Đấy, đầu đài âm thanh xịn nguyên bản theo xe, hệ thống điều hòa auto tự động các bác nhá. Đấy, có cam hành trình cỡ lớn luôn này. Đấy, rồi vô lăng này, vô lăng đẹp này các bác này. Đấy, hiện tại thì các bác đang thấy em đang quay sơ qua phần nội thất bên trong của nó để các bác xem. Một mẫu xe gầm cao 5 chỗ số tự động. Form dáng của xe thì đến thời điểm bây giờ vẫn còn giữ nguyên cái độ đẹp, đúng không ạ? Nó không bị mất mốt, mất dáng. Ở bên ngoài được trang bị có na răng đúc này, nguyên bản theo xe này, rồi có phanh đĩa, phanh ABS 4 bánh này, cân bằng điện tử chống trơn. Đấy, có đủ cả luôn các bác nhá. Rồi đây là có đèn bi này. Đấy, đèn của nó là đèn xịt và bên em mới cho đi đánh đi thôi, mới đánh một cái lớp ở bên ngoài đi, cái lớp mà lớp ố bên ngoài đấy ạ. Thì bây giờ cái cặp đèn của nó bây giờ các bác nhìn là như mới luôn, đúng không ạ? Đấy, có đèn bi cầu rất là sáng nhá, nước sơn của xe cực bóng luôn các bác này. Đấy, mặt nạ ga lăng của xe này. Đấy, con này là con sản xuất năm 2008, đăng ký khi lăn bánh đấy ạ, là năm 2010 các bác nhá. Đấy, và các bác lưu ý cho em đây là đây là cái mẫu xe này là mẫu xe nhập Nhật nguyên chiếc, nhập Nhật nguyên chiếc, không phải là nhập đài và không phải lắp ráp Việt Nam. Những cái mẫu này là lắp ráp Việt Nam với là nhập đài rất là nhiều. Đây, em nhấn mạnh và em lưu ý, em nhắc lại cho các bác mình lưu ý xem cái đấy. Thì những cái mẫu xe này bao giờ nó cũng sẽ được giá hơn các bác nhá, được giá hơn. Đây, bản Sport này, biển 29 Hà Nội này, con này được lợi một cái biển nữa, đúng không ạ? Biển cũng là một cái biển đẹp. Và lợi một cái nữa là lốp dày này. Lốp này các bác mà mình mua phải chiếc xe mà lốp mòn, mình thay cả nói chung là mười mấy 20 triệu ngay, đúng không ạ? Đấy, không ít không rẻ tiền đâu các bác nhá. Đấy, mẫu xe gầm cao, form súp. Đấy, với lớp sơn của xe thì rất đẹp rồi, thân vỏ mỏng, không bị bả ma tít. Đấy, không bị bả ma tít nhá, mỏng ở đây là mỏng không có ma tít các bác nhá. Và bên em sẽ có một cái để đảm bảo và cam kết cho các bác như thế này, đấy là xe không bị đâm đụng này, và không bị va chạm này, không bị ngập nước thủy kích này các bác nhá. Tôn vỏ cột kèo giữ còn nguyên. Đấy, cột kèo còn nguyên các bác nhá. Đấy, các bác nghe này, em gõ này, các bác nghe này, sơn xi nó bóng mượt chưa này, nhìn long lanh như xe mới luôn. Đấy, nước sơn xịn các bác nhá, sơn này là sơn loại tốt các bác nhá. Đây, đèn pha cho nên đèn hậu của xe rất là mới này. Đấy, kính của xe dán rồi này. Đấy, không xước này.
Đấy. Bây giờ em mời các bác xem phần nội thất bên trong nhá, và tất cả những cái phần mép cánh cửa nhá. Đây, mép cánh cửa các bác nhìn này, keo chỉ của nó vẫn còn này. Nó bé chút thôi. Đấy, một chút vào cho nó bé tí đúng không ạ? Đây phần cánh cửa này. Đấy, rất đẹp luôn này các bác này, phần cánh cửa này. Tapi tablo nó này. Rất là tươi mới luôn. Đồ da đồ nhựa này, cái phần tay lắm tay bám tay cầm này. Đấy. Rồi đây cái phần lòng trong cái phần bản lề đây các bác xem nhá. Những con bu lông này đẹp này, rồi tất cả những cái phần sơn nhựa này. Các bác nhìn này, răng này. Răng này. Ok chưa? Xe quá đẹp luôn đúng không ạ? So với đây một chiếc xe mà đời này đấy, thì ở đây là một chiếc xe mà nó là rất là ok. Các bác cứ xem thử xem, các bác cứ kiểm tra xem, cứ tham khảo, cứ xem một số nơi khác bán xem là những nơi khác người ta bán dòng xe Honda CRV mà cùng đời này có được đẹp như xe của em không nhá. Ô tô cũ các bác có mua cho em chiếc xe nó đẹp, nó cứng một chút và dụng cho nó yên tâm đúng không ạ? Đi nó bền nó lành. Những cái mẫu xe kém là thường thường là hay đổ bệnh các bác biết rồi đúng không ạ? À, tiếp tục nhá. Đây các bác xem cái mép cánh cửa này, keo chỉ này. Keo chỉ xịn nguyên. Đấy. Tắp đi tắp lô tươi. Đây. Các bác nhìn này em quay gần này. Đây, phần bậc bước xuống bước lên đây đẹp luôn này. Phần vách móc chốt khóa. Đấy, rồi cái ngoàm khóa này có thấy này, ok chưa? Đấy, rồi cái đồ nhựa này này, rồi cái phần răng này, tất cả đinh tán cột kèo nguyên hết nhá các bác. Nhà mình cứ giật cái này ra này là đinh tán là còn nguyên hết nhá. Cứ quay kỹ như này cho các bác xem. Bác nào mà lần đầu tiên xem video clip của bên em, lần đầu tiên đến với kênh bên em, các bác hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn đăng ký kênh YouTube và nhấn theo dõi trên trang fanpage để cập nhật thường xuyên và theo dõi những chiếc xe khác nữa, những chiếc xe ô tô cũ, những chiếc xe đã qua sử dụng, bên em sẽ đăng tải lên để cho các bác xem. Mình hãy tham khảo, mình cứ đăng ký tham khảo nhá. Và khi có tiền, khi đúng chân mẫu nào, khi mình thấy chiếc xe nào phù hợp với mình thì mình lúc đấy là sẽ tính toán bàn bạc mà mua nhá. Đây các bác nhìn này, từ cái sàn đẹp này, từ cái sàn sạch bóng luôn này. Đấy, sàn ở dưới của xe đấy ạ, thì vẫn giữ được sàn lỉ các bác nhá, giữ được sàn lỉ luôn. Đây là chìa khóa, vẫn là chìa khóa xịn nguyên của xe này. Các bác nhìn này, chìa khóa vẫn đẹp này, không có hiện tượng bị kém này. Đây chỗ này này, tất cả những cái nhựa, những cái phần nắp ở đây vẫn còn nguyên, không bị gãy vỡ gì. Từ cái phần tì tay cũng đẹp nhá, bên đây cũng vậy nhá. Đây, các bác nhìn này, dòng này thiết kế cái tì tay nhìn rất là hay đúng không ạ? Rất ok luôn. Chìa khóa thì mình cứ nghiêng chìa khóa bắt đầu đổ ngay các bác nhá. Đấy, nghiêng chìa khóa bắt đầu đổ ngay để em đóng cửa lại cho nó đỡ lạnh. Hôm nay thời tiết ở Hải Dương này trở lạnh trở mưa các bác ạ, trở lạnh trở mưa rồi. Đấy, cho nên là em phải ở trong em quay đây này các bác. Mình nếu mình đang quan tâm đến một chiếc xe mua về đi tránh mưa tránh rét. Đây, các bác mời các bác qua siêu thị ô tô Hải Dương là ở tại 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thử xe các bác nhá. Rất nhiều xe cho các bác mình tham khảo và mình lựa chọn. Đây, mẫu này được trang bị rất là nhiều túi khí luôn. Bên đây có này và bên kia cũng vậy nhá. Tắp mi tắp nô nó này các bác nhìn. Đấy, em quay kỹ này, quay gần này. Đồ nhựa bên trong là không bị thiếu, không bị gãy, không bị vỡ, không bị hỏng các bác nhá. Đây. Một dòng xe cực bền luôn. Cực bền luôn. Đấy thì đây là cái phần nội thất khu vực này. Bây giờ em mời các bác mình xem phần vỏ nó nhá. Đây các bác nhìn này, cái phần vỏ này. Quay gần chút này các bác nhìn xem là những cái đường gân của nó này, rồi những đường mép này. Đường mép này, mép khe cửa này. Rồi đây dưới này này. Đấy. Thẳng tắp luôn, rất là đều đúng không ạ? Đấy, có sinh nhật nằm trên gương này. Đăng kiểm đến tháng 12
cuối năm các bác nhá. Đấy, có giá nóc này và những cái đồ nhựa ở trên nóc, các bác nhìn những đồ nhựa ở trên nóc của xe nó không bị bay màu này, không bị phai, không bị bay, không bị ố, đúng không ạ? Kính của xe đấy nhá, kính của xe cũng đã được làm bọc dán rồi nhá. Lốp dày cả dàn luôn chứ không phải là dày vài quả đâu, mà dày cả 4 quả luôn. Quả ở dưới nữa, quả dự phòng đã là 5 nhá, 5 quả luôn. Khối lớp sơn này thì rất là nổi bật rồi, rất là dễ nhìn, đúng không ạ? Đây các bác xem khu vực đầu chúng ta nhá, quay gần một chút khu vực đầu đây. Rất long lanh, đúng không ạ? Bác nào mà có xe gì mình muốn trao đổi nhá thì mình hãy mang đến nhá, hoặc là bên em sẽ đến tận nơi. Các bác ví dụ các bác mình thích chiếc xe này đi, thích chiếc xe này bên em đi, thì các bác bảo là mang cho tôi chiếc xe này đến để đổi cho tôi chiếc xe kém hơn, ok, ví dụ như là loại khác đi cũng được, không nhất thiết là phải loại này, loại nào bên em cũng đổi nhá các bác. Mình chỉ cần là có xe ô tô là bên em sẽ đổi, từ xe nhiều tiền đến xe ít tiền, xe nào là cũng đổi hết nhá. Các bác có xe tầm khoảng 100-200 triệu thì các bác sẽ cắt thêm cho em, còn các bác mà có xe tiền tỷ thì em lại cắt thêm cho các bác. Đấy, là điều kiện như vậy cho nhà mình làm sao được hợp lý giao dịch. Đây, từ cái phần gương này. Bây giờ là phần nội thất bên đây nhá. Đây các bác nhìn này, nội thất của xe này nhìn rất là yêu luôn, đúng không ạ? Chiếc này có trang bị ghế điện nha các bác. Đó, nhiều con là không có ghế điện đâu, con này có ghế điện này. Mép cửa này. Từ những cái gioăng nhá, gioăng của xe các bác nhìn xem này, không bị bẹp này, không bị nhiều con nó bẹp rồi, nhiều con nó kém rồi và thậm chí là rách sờn luôn. Con này của em là không rách không sờn luôn này. Rồi, các bác tiếp tục cùng xem nhá. Đây đây này. Đẹp chưa? Đúng không ạ? Bốn kính điện lên xuống vù vù luôn. Đẹp từ hình thức luôn các bác ạ, cho đến cái về chất máy, chất số nhá. Riêng cái về chất máy và chất số của xe và phần gầm của nó đấy ạ, thì các bác mình phê luôn, không thể chê được, không thể chê được đối với cái mẫu xe này. Máy số của xe đại chất luôn các bác nhá. Gương kính điều chỉnh điện và có cục gương tự động nằm ở đây. Đây mình bấm đây là sẽ cục lại nhá. Đây các bác. Đây các bác nhìn cho em cái phần chỗ này được sơn vân gỗ này. Ở trên này có loa nhá, tắp đô tăng ni này. Đấy, lái của xe này rất là nhẹ. Ở đây các bác nhìn cho em vô lăng đẹp nhá. Vô lăng của xe là không bị kém nhá. Đây này các bác nhìn này. Vô lăng kém thì xe chạy nhiều không nói gì cả, đúng không ạ? Riêng những chiếc xe ô tô cũ các bác nhìn kỹ trên video hình ảnh cho em, chứ còn thì km mình đừng nhìn nhá, đừng nhìn km vì km có thể tua lên và có thể tua xuống, cho nên là mình đừng nhìn km làm gì cả, cứ nhìn vào thực tế trực tiếp như thế này này. Đấy, các bác nhá, nhìn thực tế thế này cho em này. Đây, các bác cùng xem đến cái vị trí tiếp theo. Đấy, ok chưa? Quá tuyệt vời, đúng không ạ? Rất tuyệt vời cho một chiếc xe ô tô cũ đã qua dụng mà còn được như thế này. Âm thanh nghe hay nhá. Nghe từ còn xa nhưng còn nắm bám này. Ok chưa này? Đây đây này. Đấy. Quá đẹp luôn, đúng không ạ? Nhìn thì nó đẹp cả xe luôn, đẹp toàn bộ, đẹp tổng thể, đẹp toàn phần. Đấy, cửa đóng êm nhẹ các bác nhá, tất cả bốn cánh đóng êm nhẹ. Đây em quay gần một chút này, cái trần nhá, cái trần nó trong vắt luôn này các bác này. Đấy, thậm chí là những cái nốt bẩn nó không có luôn. Đấy, cửa đóng êm này. Đèn trước sau sáng đẹp này. Đấy. Đây. Cốp sau luôn cho các bác xem nhá, cốp sau nhá. Đây. Mẫu xe gầm cao, cốp sau thì rất là to rộng. Đây, các bác nhìn này. Rất to rộng luôn. Đây, nước sơn đây.
những phần răng, phần nhựa. Đây các bác xem này. Rồi ok nhá. Bây giờ thì mời các bác xem phần gầm máy đi. Gầm máy này, gầm máy này. Đây. Bác nào mà mình đang có cái tầm tiền hơn 300 triệu đấy ạ. Đang có tầm tiền hơn 300 triệu mà mình chưa lựa chọn được cái chiếc xe nào mà ưng ý. Đấy. Các bác đang tìm một mẫu xe gầm cao mà chưa tìm thấy mẫu xe nào mà ưng mắt. Thì các bác mình xem kỹ chiếc xe này của em nhé, xem đã làm ưng mắt các bác chưa. Còn thì em dám đảm bảo là sẽ không có những chiếc xe nào mà ít, và nó là ít đúng không ạ, không có thì là không phải đâu. Tại vì là trên thị trường không phải là bên em bán mà còn rất là nhiều nơi khác nữa đúng không ạ. Sẽ rất ít có được những chiếc xe mà nó đẹp thế này, chất như thế này đúng không ạ. Đấy. Cho nhìn đây nhá. Đấy, cái lý đấy còn đẹp này, tem nguyên này, đây, tem nguyên này. Phần khoang máy đây, máy 2.4 các bác nhá. Kia là cục phanh ABS kìa. Đấy, máy bên em cũng đã vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Sạch sẽ hết rồi các bạn ạ. Không còn gì đâu, về chỉ việc đi thôi các bác nhá. Máy nổ thì thầm luôn, nếu mà mình đứng gần ạ, mình đứng gần nhá. Mình đứng gần mình không lắng tai này, không nghe tiếng máy đâu. Đấy, chia sẻ thực sự với các bác như vậy. Đây. Gầm đây. Gầm sàn dưới gầm đây. Đây. Bác nào mua chiếc này về thì tụi nó sự yên tâm luôn. Đi một thời gian dài, đi đi chục năm nữa thì đối với những cái mẫu xe Nhật, những cái mẫu xe mà nhập Nhật như thế này thì mình cũng không phải suy nghĩ gì các bác nhá. Rồi chiếc xe này thì đến thời điểm này em cũng đã quay xong cho các bác mình xem rồi, gần 20 phút đồng hồ các bạn đúng không ạ. Các bác mình hãy nhanh tay gọi điện để bàn thêm về giá các bác nhá. Giá thì bên em đã đưa sẵn lên tiêu đề rồi, các bác nhìn vào tiêu đề cho em để được biết giá. Và ngoài cái giá bên em đưa ra như vậy thì vẫn còn lùi, vẫn còn bớt thêm cho các bác, cho nên là mình hãy alo gọi điện. Và em đọc luôn số điện thoại trên đây nhá, các bác mình tiện lưu vào luôn là số 0938586307 hoặc 0389000555, hai số hotline mà cũng là hai số Zalo của bên em luôn. Các bác hãy kết nối Zalo để được tư vấn thêm, để được xem thêm hình, xem thêm video, kể cả như là tiếng máy nổ hay là giấy tờ gì đó đúng không ạ. Về vấn đề sang tên đổi chủ, về vấn đề vận chuyển bên em đều hỗ trợ nhá. Bác nào mà muốn sang tên bên em đều hỗ trợ sang tên cho các bác mình hết. Bác nào muốn vận chuyển bên em cũng hỗ trợ hết nhá, trên toàn quốc luôn chứ không phải là riêng miền Bắc, và trên toàn quốc luôn, bất cứ tỉnh thành nào. Và trong đợt dịch bệnh này, bác nào mà mình ngại đi lại, bên em có thể là chuyển xe tới tận nơi, tới tận nhà cho các bác để các bác xem, kiểm tra xe, mình test, mình kiểm tra, khi thấy ưng thì lúc đấy mới xuống tiền để mua các bác nhá. Còn thì thời gian ở đây thì là dịch bệnh cũng gọi là tương đối ổn rồi, tương đối là ổn định rồi, thì một số điểm cũng đã thông đúng không ạ? Một số tỉnh thì cũng không cần phải test Covid cũng có thể là sang được. Đấy. Các bác có hỏi xem nếu mà tỉnh mình không cần test thì sang bình thường, còn bác nào mà mình muốn sang nhưng mà lại phải đi test thì các bác chịu khó đi test một chút nhá, đi test chậm đấy ạ. Mình test chậm để mình sang trực tiếp cho nó dễ, xem cho nó dễ đúng không ạ. Có bên em chuyển xe sang được mà đúng không ạ, có gì đâu, đơn giản lắm. Ok nhá, video này thì em đã quay xong, xin được tạm dừng và kết thúc video này ở đây. Các bác mình hãy liên hệ trực tiếp bên em đọc lại số điện thoại một lần nữa đi, là 0938586307 và 0389000555 các bác nhá. Rồi video này em đã quay xong và xin được tạm dừng kết thúc.